Mến chào quý vị thính giả, Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, người dân Việt Nam ta ngày xưa khi mà sống ở nông thôn thì sẽ gặp những cái vấn đề khó khăn ảnh hưởng tới đời sống của họ giống như là bệnh dịch từ người cho đến động vật hoặc là những hữu tục lạc hậu à thế nhưng mà họ cũng không hiểu hết được và ngày hôm nay thì trên xe gửi đến cho quý vị hai trường ngắn của nhà văn trường tiêu nói về những nội dung trên trường ngắn thứ nhất đó chính là năm hạng và trường ngắn thứ hai là hữu sinh vô dưỡng ngay bây giờ trên xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe và cảm nhận nhé tinh giả đang nghe truyện ngắn Năm hạng của tác giả Trần Tiêu, truyền được phát trên kênh Cô trình Xóm Lũy vốn là một xóm vắng vẻ tĩnh mịch hơn các xóm trong làng Cẩm. Chiều nay bỗng trở nên nhộn nhịp, kẻ đi người lại chen chúc. Họ cùng đến nhà xã Trừng Tất nhà ấy có sự khác thường Và sự khác thường ấy Tất không phải sự may mắn Vì nét mặt những người ở đây ra Đều lộ vẻ buồn rầu Hoặc tẻ lạnh Một người đi vào hỏi một người trở ra Này bác Liệu qua khỏi được không Người kia lắc đầu thở dài Khó lắm bác ạ à. Tội nghiệp Trong ba cái sụp xịt khóc miếu mà thương Mỗi người phàn nàn một câu những tiếng xì xào trong ngõ xóm tối tăm cảnh chiều tịch mịch sắc trời u ám lúc ấy như dành riêng cho nhà bác xã chừng cảnh trong nhà mới lại càng thê thảm trên cái sân đất nện rộng độ bốn mảnh chiếu kê một cái chõng tre và một cái phán mục một ấm nước sức vội vài ba cái bát sành mẻ miệng một cái điếu da lương một cái khay gỗ tạp đựng trầu cao và một cái đèn hoa kỳ ngọn xanh ngắt vì quá nhỏ để hỗn độn trên mặt ván. Chung quanh quay quần những khách đến thăm. Mấy gian nhà trên tối om, gian nhà bếp trái lại vừa sáng vừa khói mù mịt vì lúc nào cũng có người đung nước tiếp khách. Ông chủ không ra vẻ thiểu não lắm, ngồi trên chõng, quần vén tận gối, tay cầm quạt mo phe phẩy, nói luôn mồm như để dẹp nỗi đau khổ trong tâm. Bà chủ đầu tóc rã rượi quần áo lôi thôi lóc thóc, ngồi bờ xuống thềm ôm mặt khóc sướt mướt. Bà Ly Nhãn ngồi liền cạnh, dỗ dành như dỗ con nít. Bà vốn khéo mò miệng, khéo cả chân tay. Hàng xóm lang giềng đồng ai có việc gì, hoặc vui vẻ, hoặc buồn, đều có mặt bà. Có bà, cuộc vui càng thêm vui, nỗi buồn bớt buồn nặng. Bà đáng quý như thế, thế mà vớ phải một anh chồng mất dạy không lấy gì làm lạ. Ở đời có mấy khi được cả chồng lẫn vợ. Chiều nay bà đến nhà xã chừng trước hết mọi người. Tuy bà ở tầng đầu xóm, bà không rời bác xã lúc nào. Bà tìm hết lời khôn lễ khéo, đem những sự thiệt thòi, đen đuổi khổ não của người để làm quay nỗi khổ của bác xã. Nhưng nếu bà biết, với người đau khổ quá đổi như bác xã, thì những lời an ủi của bà khác nào như muối bỏ bể nếu bà biết những tiếng khóc to, những giọt lệ tuôn ra càng nhiều thì nỗi đau khổ càng nhẹ bớt. Nếu bà biết thế thì bà để mặt bác xã khóc lóc cho hả hay Ngoài sân, mọi người đương bàn tán. Lý Cúc ở cổng đi vào. Lý Cúc tinh lỗ mãn, động thấy người là thấy quát, thấy cười. Ai không biết cho là ông xấu bụng. Nhưng ông thật là người tốt, hay cứu giúp người trong lúc hoạn nạn không thì cũng không hại ai Thoạt đến thấy sợ gái khóc Ông đã quát Cái bác này hay nhỉ Việc gì mà bù lu bù loa lên thế Phải để người ta xoay sở chứ Bác xà trai Và nhiều người đứng dậy chào Lý Cúc mau mồm nói luôn Hay Khác người cứ ngồi Ở đây chỉ có phải chôn đình trung đâu Mà phải khép nép Tuy ông nói vậy Họ vẫn không dám vô lễ Sang cả bên chổng ngồi chen chúc nhau để nhường riêng một mình ông cái phản. Còn các bà cố nhiên là ngồi bệt cả trên thềm và dưới bếp. Ông Lý quay ra hội bác xã trai. Thế nào? Tôi thấy nói khó lắm phỏng. Vâng, xem chừng khó lắm cụ ạ. À? Suốt từ trưa đến giờ, nhà cháu đã dùng hết cách. Thôi thì họ bảo sao nghe vậy? Nào sắc nước bồ đề cho uống và giả lá cốc mắng rịch bụng rồi những lá các ông bà đem lại cho bảo là kiên hiệu lắm mà cũng chẳng thấy kiên hiệu gì cả bụng vẫn rắn vẫn chướng cụ ạ à. vừa rồi anh kháng cháu lại đem sang cho ít thuốc bột của chị bán bán thuốc ế cháu cả còn đương cho uống chả biết có vợ vừa nín được một lát bỗng lại òa lên khóc và kể lể Ôi trời cao đất dậy ôi, nó mà mệnh nào thì tôi cũng đến chết mất thôi. Sao mà cái số tôi nó khổ sở, điêu đứng thế này hỡi trời. Mọi người cảm động, ngồi lặng yên, trên trời tối đen, những ngôi sao nhấp nhánh cùng nhìn cả xuống sân nhà xã chừng như để chứng kiến nỗi thê thảm của nhà ấy. Bác xã gái vẫn kể lễ, các ông các bà tính, năm nay vận hạn nhà tôi như thế đây, Đầu năm mất đứa con Tháng ba có đàn gà tôi sạch Tháng mới rồi con lợn đương lành mạnh hẳn hoi Bỗng tự nhiên chê cám Phải bán vội lấy nửa tiền Bây giờ lại Ôi trời cao đất dày ôi Tội lỗi gì mà trời nở đầy đọa tôi cực nhục Đầu bác gục xuống đùi Tiếng khóc nức lên từng cơn Thấm thiết quá Đến nỗi bà nào cũng dâm dớm nước mắt một bà đa cảm không cầm được giọt lệ lấy vật áo lao vội gượng cười nói lẩm bẩm một mình nghe bác ấy khóc thảm quá làm mình cũng khóc lay thằng đục nhớn, con cả xã chừng ở sân sau đi lên tay cầm chiếc đèn chai xã chừng ngoảnh lại hỏi thế nào mày bụng đó có dẹp đi được tí nào không cứ vẫn thế bố ạ à. chẳng đỡ tí nào sốt ông trùm suý bảo giá có quế cho uống thì khỏi. Ông ta chữa mấy đám... Xã chừng ngẩn người ra, nói bằng giọng chán nản. Quế thì biết tìm đâu ra bây giờ. Quế à, quế thì hiện tôi còn một đồng cân, để tôi về cầm lại cho. Vừa dứt lời, Lý Cúc đứng dậy đi liền, dáng điệu hấp tấp. Mọi người đua nhau khen Lý Cúc, người thì bảo ông bộp chộp thế mà rất tốt người thì khen ông dễ giải hào phóng không biết tiếc của người vừa khen vừa chê ông coi tiện dơ rác mở bát hàng trăm ban ruộng ban nương sành xoạch bao nhiêu nét hay nét dở của lý cúc truyền từ mồm nọ sang mồm kia họ mãi chuyện quên cả nhà chủ nhất là bà chủ đương đau khổ ê chệ rên khóc thiểu não lý cúc chưa kịp mang quế đến thằng trục con ở sân sau hất hơ hất hải chạy lên vừa nói vừa thở ngã mất rồi bố ạ à. ngã mất rồi cái tinh dữ dội xuất ở mồm nó như luồng điện làm tái tê cả mọi người bác xã gái nằm vật xuống thềm kêu thất thanh ôi trời ôi là trời thế là cơ nghiệp nhà tôi đi đời trời ôi bác thở hồng hộc bà ly nhã ngồi lặng yên một tay vuốt ngực bác xã cho khí uất xuôi xuống bà nghĩ không còn cách gì hơn cái sân đã vắng ngắt chỉ còn bác xã nằm thiếp trên thềm với bà lý nhãn và hai bà hàng xóm ngồi cạnh không đợi lý cúc hỏi bà lý nhãn đã nhanh mồm nói hỏng ngã mất rồi cụ ạ à. lý cúc chạy ra sân sau trước cửa chuồng trâu mọi người đứng xum đen xâm đỏ quế đây quê đây thế nào hỏng rồi à vừa nói ông vừa cố lách vào để tìm xã chừng một người trong đám đông nhích ra trả lời ngã à, thật rồi cụ ạ à. bây giờ thì thuốc thánh cũng chẳng cứu thoát lý cúc đã lách được qua đám đông đứng thừa người ra nhìn dưới ánh đèn chai lờ mờ một con trâu chống quẹo, bụng đen ngòm trương lên to như con bò trướng đại bốn chân khẳng khiu như bốn cái que mà đứa trẻ nghịch cắm vào củ khoai cái đầu vương ra cái mỏm đen ướt long lanh dưới ánh sáng cặp mắt vẫn mở to và mất hết tinh thần như cặp mắt giả xả chừng cuối lôm không mấy giọt lệ thương tiếc rõ xuống sông mũi con vật làm ướt một mảng lông mắt nó không chịu nhắm mở trừng trừng trôi mắt ốc nhồi nhìn bác như thế chưa muốn rời bác mà đi cũng như lý cúc quên cả mùi nước đái trâu sông lên sặc sủa khắp chuồng mọi người đứng thử ra nhìn xác con vật khốn nạn họ thương hại nó thì ít mà thương hại vợ chồng xã chùng thì nhiều khốn nạn Nghĩ tình cảnh vợ chồng bác thật đáng thương Mới có chừng 6-7 năm về trước Còn túng đói cực khổ Chồng cày thuê cuốc mướn Vợ mò cua bắt ốc Cả nhà cùng tóp bụng Nhịn bữa sáng Ăn bữa tối Dành dùm cả năm trời mới được cây phun vài ba đồng Vợ bỏ nghề chân lắm tay bụng Xoay nghề hàng sáu Sớm ngày đi khắp làng Vào các nhà giàu trong thóc về say giả Sàng sảy, lấy thun gạo mẹ cám bán chợ. Nhờ trời hai thằng con đầu, thằng đục nhớn, thằng đục con, tuy bữa no bữa đói mà vẫn khỏe mạnh, nhớn như thổi. Chúng đã đi ở chăn trâu cho người ta và đã đem về cho nhà được ít tiền gom góp vào lưng vốn. Bốn năm trời, tích tiểu thành đại, vợ chồng đã tậu được con lợn nhỏ. Vẫn lúc đó, làm việc gì cũng như có trời giúp, không bao lâu tiền của dư dật tậu được con trâu và từ khi có con trâu như có phép lạ lợi lộc tu vào gấp bội ruộng nương sinh đẻ dần vì nó bầu được xả nhưng cũng vì nó vì nó mà sửa sang được cái nhà cho ra hồn vì nó mà cả nhà no ấm chả thế mà khắp khu xóm phao đồn lên rằng vì bác tậu được con trâu ẩn khuấy sao họ thường nói ra cửa miệng ẩn khuấy sao làm giàu cho chủ con trâu có quý tướng như thế bỗng lăn ra chết thì ai không đứt ra từng khúc ruột khốn nạn tình cảnh hai vợ chồng thật đáng thương nhưng biết làm thế nào con trâu khốn nạn đã tắt thở mọi người tán nát dần lý cúc bảo xả chừng bây giờ sự đã như thế có buồn cũng không sao kéo lại được nữa chi bằng bác đi với tôi đến nhà lý trưởng để tôi báo hắn lên xin quan cho phép chôn thôi. Bẩm cũ, liệu có phải mất quà cáp gì không ạ? À? Lý Cúc suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói. Kể thì tôi với hắn chỗ họ đương. Tôi là con chú hắn, nhưng mà tôi thiết tưởng bác cũng nên đại hắn một vài đồng tiền hơn. Công việc sẽ được nhanh chóng, chứ cứ để nó nằm mãi đây, nghĩ cũng phiền lắm. Xa chừng nét mặt ủ rũ, Thôi thì trăm sự nhờ cụ dạy thế nào, cháu cũng xin vâng. Lý Cúc vác tay ra sau lưng, lựng thừng bước một lên nhà trên. Bỗng đổi ý quay lại nói. Hay là thế này, bác đưa cho hắn ba đồng. Nói nhỏ với hắn im đi, rồi bán quách cho thợ thịt lấy giam bảy đồng. Như thế mình chẳng mất gì, mà lại có phần lợi một tí. Xã chừng hốt khoảng vội kêu. ai chết, cho tội nghiệp Ai lại nở thế Lý Cúc hơi có giọng gắt Tội nghiệp quá gì Con vật chứ có phải con người đâu mà tội với nghiệp Bác này rõ lẫn thẩn Xã chừng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nở Cụ đã có lòng tốt Muốn làm lợi cho nhà cháu Nhưng mà thôi cụ ạ à? Kẻo rồi lại hối hận Lý Cúc có ý không bằng lòng nói. Cái đó tùy bác, nhưng mà tôi bảo thật, Bác lẫn thận lắm Sáng hôm sau Trong quan ra chợ cầm nguyên Một phần thịt trâu đầy Các bà Lý bà Kháng Thấy chồng lâu chưa được bữa thịt trâu bèn mua mỗi bà một miếng Hí hưởng sách về làm nhắm cho chồng Thì ra hai anh em thằng trục tinh quái Đã bán ngầm con trâu cho anh hàng thịt lấy 5 đồng Đều thêm một miếng thịt thăng Sáng hôm ấy Chúng nó cũng là một mâm rượu tươm tất để khuây khỏa nỗi buồn. Bác xà gái tiếc quá, thành bệnh, nằm dằn vặt trên giường, bác luôn luôn lảm nhảm một mình. Biết thế, ban mẹ ngay nó lấy 65 đồng thì đâu đến nỗi chỉ tại thầy nó đến bực mình cứ để kể thay người ta lại hóa xong hễ cứ động mó đâu á là chết trâu đấy chỉ vì uất quá mà bác gái đã đổ quay cho chồng Thật thì tại cả vợ lẫn chồng, tại vợ nhiều hơn vì việc mua bán này khác các cái, đều do ở như bà vợ cả. Ông chồng chỉ bàn suông thôi, nếu không thì chuyến này đã bị đầy nghiến đủ tình đủ tội rồi. Hai hôm sau, con trâu nhà quản tí ở liền cạnh cũng chương bụng, lăn đùng ra chết, rồi đến con trâu nhà kháng đa, con trâu nhà xã thổn, tin đồn dậy khắp làng trâu dịch trâu bác xa khỏi hẳn bệnh chẳng gì an ủi bác bằng cái tinh dữ dội ấy chỉ một câu nảy tự trong tâm bác chẳng riêng gì mình khổ cũng đủ làm cho bệnh bác tiêu tán quý tinh giả đang nghe truyện ngắn hữu sinh vô dưỡng của tác giả Trần Tiêu truyện được phát trên kênh của Trinh Thế nào còn đau nữa không Mày Nó không đau liên miên Nó cứ đau từng cơn một bu ạ à. Đây Đây Ui chào ôi Đau Nàng dâu ngồi ôm bụng Vặn mình hết chiều nọ sang chiều kia Mặt nhăn nhó Mẹ chồng ngồi thu hình trên mép phản Trước mặt bà chiếc đèn hoa kỳ Ngọn khiêu nhỏ Đủ chiếu sáng hai người chung quanh ba gian nhà gỗ tối om lạnh lẽo và tịch mịch ngoài sơn vắng tanh trên nền trời sám ngắt bốn ngọn cao đen sẫm như những nét mực tàu ân mạnh bằng bút lông vừa ban nãy còn sáng sủa bây giờ đã sâm sẩm tối ngày về mùa trong đi chóng thật ui chao ôi đau thế này thì chịu sao được ui ui bác khang thổn tên chồng nàng dâu là thổn nằm gục xuống hai tay vẫn ôm bụng. Mẹ chồng nhìn con dâu chồng chọc mà cảm thấy tưng tức, khó ở vì nghe những câu nó dặn ra từng tiếng của con dâu. Nét mặt bà cũng nhăn nhó. Mỗi khi bà nhìn con dâu nhăn nhó, bà thở dài luôn, thở dài vì khó chịu, vì khó thở chứ không phải vì thương con dâu đau đớn. Bà Khang đã bớt đau ngồi dậy, ngoài sân, gió bớt vẫn thổi. Những tàu cao cọ vào nhau sột soạt, ngọn đèn lay động chỉ chực tắt. Ba Khang cất giọng phàn nàn. Bộ tinh nhà con thế này có tệ không? Đi biện biệt, chẳng còn thiết gì đến nhà đến cửa. Yên lặng. Ngoài sơn tối dần, Gió bớt thổi một lúc một mạnh. Mẹ chồng đứng dậy khép cửa, nàng dâu vặn cao ngọn đèn. Ánh sáng như đêm chút ấm áp trong mấy gian nhà lạnh lẽo. Mẹ chồng đi lại ngồi vào chỗ cũ, và thở dài nói khẽ nó còn nghĩ gì đến ai nó còn nghĩ đến quân bài la bạc nó còn nghĩ đến bốn đồng chinh cái rõ vô phúc để ra thằng con tệ bạc chỉ tại bu giá bu đường xin lặng cho nhà con cái kháng thủ thì ui cháu ui cháu ôi đau bác kháng đường nói dở câu cơn đau ở đâu bỗng lại nổi lên Bác nằm quằn quại trên phản Hai bàn tay ôm chặt lấy bụng Mẹ chồng chưa kịp cãi Vội vàng đứng dậy đi ra đi vào Cuốn quýt Rồi chẳng biết làm gì Lại ngồi yên chỗ cũ Cơn đau của dâu bà càng tăng Bà càng nóng ruột Đợi thằng con bất hiếu Có lúc bà cáo tiết nguyện rủa Gọi con là thằng chết đâm chết bầm Thằng trời đánh thánh vật Bu ơi Muốn chừng con để ngay bây giờ mất bu ạ à? Bố chịu khó đi tìm bà Vĩ Chứ cứ ngồi mà đợi chồng con thì Ôi cháu ơi Đau quá đi mất thôi Bố đi ngay cho Ôi trời ơi Đau Cơn đau hình như càng ngày càng tăng Bác khăn nhắm mắt Nghiền răng Hai tay bâu chặt lấy mép ván Để cố chống lại với cây đau dữ dội Mẹ chồng lo sợ cuốn cuồng Quên cả rét Quên cả tối Nói được một câu Tao đi đây rồi tớt tả cắm đầu đi ra cổng. Trời rét như cắt, bà chỉ mặc mỗi chiếc áo cọc bông ra ngoài chiếc áo dài nâu, da thịt bà xe lại và cống buốt, hai hàm răng đập vào nhau cồm cộp, hai tay lạnh giá thọc vào hai nách, bà xích xoa, vừa đi vừa nguyện rủa thằng con tệ bạc. Bà lần mò đến quán nước, lách qua phân nứa, lách qua phên nứa, thuê được của chị hàng chiếc đèn chai để thay cho đèn bảo Gặp ai bà cũng hỏi. Anh Kháng đây phải không? Bà chán nạn thở dài mỗi khi nghe họ trả lời rằng không. Con người chêm đùa một câu. Thưa cụ, họa chăng có trời tìm thấy bác ấy? Làm cho da thịt bà trả xe, lòng bà càng xe thêm. Đến xóm Cõi Hùng, đường đi hẹp và hai bên có ao chôm. Bà phải cúi lom khom, soi đèn dò từng bước. Bà bực tức, càng giận thằng con liêu lỏng, càng nguyện rủa thậm tệ. Sắp phải rẽ sang con đường gồ ghề, sóng trâu, khó nhọc vất vả quá, nhất là bà còn phải đi qua quán ngói, đã có tiếng lắm ma, mới nghĩ đến bà cũng đã rùng mình, Sợn tóc gáy. Bà nản lòng, nản chí, muốn trở lại, bà đương vân vân, thì đằng xa đi lại một ngọn đèn nhỏ như đom đóm, bà dừng chân đứng đợi, bụng thầm ước ao gặp thằng con một cảm tưởng đến ma chợt thoáng qua trí nghĩ tứ chi bà run rẩy bất giác bà lùi lại cặp mắt dương to thu lũ tâm thần rối loạn ai đấy ngọn đèn trước mặt hói và đi lại gần bà hoàng hồn mừng rỡ tiếng nói ấy tuy không phải tiếng của con bà nhưng rất quen bà hỏi lại ai như bà Hoa kiển đấy phải không chính tên chồng bà khóa là cảnh người ở ngay sát vách song vì kính nể và cả làng thường gọi chợt đi vâng cháu đây cháu ở đằng thầy mẹ cháu mới về đây cô đi đâu mà chịu khó lặn lội trong đêm tối rét mướt thế này mẹ chồng bác kháng làm ra bộ vất vả khó nhọc thêm đáp lại khốn nạn già đua tuổi tác sắp đến cõi rồi mà còn phải đeo đẳng cây nợ bà tin tính còn cái thế đấy Nó chẳng thiết gì đến Bà khóa rùng mình cho đỡ rét Hỏi tiếp Ý chừng cô đi tìm bác kháng phỏng Ôi chào Cháu thì cháu Không Tôi đi mời bà vị cho vợ nó đây bà ạ Bà tin Phải vạ mà tìm cái đứa tệ bạc Hay là bà đi với tôi có bạn cho vui Tôi đi một thân một mình ngại lắm Phải đấy Bà giúp tôi nhân thể Bà quá ngại ngùng, đứng lưỡng lự, lưỡ, rồi chợt nảy ra một ý, vội nói. À, mà cụ ạ, à, việc gì phải lặn lội xa xôi cho thêm phiền. Chị Tom và bà xã Nghĩa cũng biết đỡ đấy. Chị ta đỡ chẳng kém gì bà vị. Mà cháu thay nói, chị ta mát tay lắm, đỡ cho mấy nhà cùng mẹ tròn con lành cả. Vâng, vâng, thế thì may mắn quá, bà đi với tôi nhé, tôi quên mất nhà chị ta rồi. Nhà chị ta ở ngay gần đây mà Cụ trở lại Qua khỏi khóm tre này Rồi rẽ vào trong xóm Nhà chị ta ở ngay liền cạnh nhà cụ tú ấy Mẹ chồng bác khán Cô níu lấy bà khóa liền nói Thì bà cứ đi với tôi một tí Để cho có bạn cho vui Nể bà lão tuổi tác rồi Lão để tuổi cho Nói xong Bà cười nịnh Bà khóa nể lời Thở dài đáp Vâng Cho cũng chiều cụ cũ chứ nhà cháu bận lắm. Được bà khóa đi cùng, mẹ chồng bác kháng trở nên mạnh bạo. Bà sung sướng quên cả bực tức vì thằng con. Đã đến nhà chị Tôm, bà khóa cất tiếng gọi. Mấy con chó sủa rang, Tôm rời khung cửi đứng dậy ra mở cổng. Phàn nàn. Ai đêm hôm? Bà khóa vội ngắt lời. Cụ lý thằng bác kháng, thân hành đến mời chị đi đỡ giúp bác ấy đây. Vì chị đỡ mát tay lắm Tom niềm nở Cụ Lý đấy à Quý hóa nhỉ Mời Mẹ chồng bác kháng nóng ruột cướp lời Chị đến ngay cho Nhà nó trở dạ đến nơi rồi Liệu có phải đem đồ lệ gì không Thưa cụ Tom vừa nói vừa cười Cháu chỉ đi tay không Đồ lề đã có của trời Ra khỏi đầu xóm ba người đi chụm vào nhau cho đỡ rét. Suốt dọc đường chỉ nghe thấy tiếng tôm, tôm khoe đã đỡ cho nhà này nhà nọ. Nhà nào thấy tôm nhanh mồm, nhanh miệng, làm việc mau chóng và rất giản dị, không vẽ vời nhiêu khê, nhất là chẳng lấy của ai một đồng xu nhỏ, nên ai cũng thích mời. Rồi tôm kết luận. Thì cháu mất gì? Chỉ việc lôi thằng cu hay con đĩ ra khỏi bụng mẹ nó, rồi lấy miếng mảnh sành, hay thành nứa cắt rốn đánh xẹt cái là xong mà các bà đỡ thì cũng một làm đến thế thôi có phải không cũ với bà còn này kha cay họ bác nhà đẻ phải có cháu thiết tưởng họ chỉ vẽ trò chả nhẽ cắt có cái rốn mà đòi người ta năm bảy hào đồng bạc trong lúc tom ngừng lại để thử bà khóa hỏi cho có chuyện chị học đỡ ai thế cháu có học ai đâu một lần cả nhà đi vắng cháu trở dạ đẻ cháu liền đỡ lấy chị đỡ lấy vâng cháu vẫn lấy thanh nứa mà thầy cháu vẫn dùng để hút thuốc cháu cũng cắt rốn cũng buộc rốn cũng rửa ráy lau chùi như bà tắm chính cháu đỡ thằng cu chóc ghẻ kền ghẻ càng đây cũ và bà ạ à. tôm kể chuyện luyên thuyên cho bà vị bà choan cũng chẳng hơn gì mình mọi người vừa đến nhà thì chị kháng thổn cũng vừa đẻ thằng bé khóc eo e toan vội chạy ra sân soi đèn nhặt miếng mảnh chai ở khe vại dúng vào nước ao rửa qua loa rồi tất tả chạy vào bà khóa cũng lấy giúp bộ chậu nước để cô đỡ tạm bợ tắm táp cho thằng bé chưa đầy nửa giờ công việc đã xong xuôi toan và bà khóa ngồi nói ba hoa vài câu chuyện rồi mỗi người làm miếng trầu cho ấm bụng, đoàn cáo từ ra về. Sáng hôm sau, nhà ba mẹ chồng Bác Kháng lại thấy tiếng khóc trẻ. Vì năm ngoái, năm kia, bác cũng có đẻ, xong lần nào cũng vậy, chỉ nuôi được một vài tháng, lạ thật là hai đứa trẻ cùng chết vì một chứng sài uống ván. Nam Mô A Di Đà Phật. Các già, các vải, mẹ con Bác Kháng Thổn bà Lý, bà khóa họ hàng thân thích thi giao chào sư cụ đằng trụ các dòng, các chất. Sư cụ người gầy gò, nhưng da dẻ đỏ tía và xương cốt rắn như sắt, ngồi chễm chệ trên chiếc sập kê ngay giữa nhà trai, vẻ ung dung, hồn nhiên như một ông Phật tỉnh tọa trên tòa sen. Đầu cụ cạo nhẵn thính, mặt cụ thuôn thuôn, hơi rỗ huê, màu da bánh mật đôi mắt to gần như tròn, dương lên sáng ngời, trái lại cặp môi dày và thăm, viện lấy hai hàm răng hung hung đen, trong tôi ôm mỗi khi cụ nhếch mép cười nhạt. Toàn thể cụ như ông đại thánh, ma tà, quỷ quái nào mà chẳng sợ. Cụ không hề nhúc nhích, chỉ sẽ gật đầu để đáp lại những tiếng chào rất từ bi, kính cẩn. Bà thú, người rỗ chặn rỗ chịch, và thắp lụng thụng, cầm một khay trầu cao khô ở trong buồn bước ra. Lại một loạt, Nam Mô A Di Đà Phật, ồn ào như ông vợ tổ. Sư cụ vui tính cất tiếng gọi. Bà Kháng đâu? Ra trình diện thầy đi, để thầy biết mặt biết tên chứ. Các già, các vải cười hoan hỷ và dục bác Kháng. Kìa, bà Kháng, ra chào cụ tự mẫn, để người truyền phán bác kháng ngày thường vẫn đi lại lễ bái nay đâm ra bẽn lẽn như cô con gái sư cụ vẫn giọng vui đùa trình diện không thôi à phải cho ba quan tiền một thúng gạo với cặp gà chứ bây giờ hiếm tiền rồi thì giấy bạc cũng được mọi người cười ồ để được vừa lòng cụ một bà thông thảo đứng dậy nói bạch cụ từ mẫn bác kháng cháu đến ăn mày cửa phật lại được cụ sinh phúc cứu vớt chữa chạy cho. Sau này mà được vuông tròn, cũng là nhờ phép từ bi mầu nhiệm của cụ. Sư cụ cũng trở lại nét mặt nghiêm trang. Không dám, bà Kháng là chỗ người làng người nước, nên tôi cũng hết lòng giúp. Chứ thật ra cái số ba chục, nhà chùa chỉ đủ sắm mũ mã đèn nhang, chỗ khác ít ra phải hàng trăm. Hàng trăm vị tất nhà chùa đã giúp được, vì chùa nhiều công việc bận rộn lắm. Khác bà cũng đã biết mọi người cùng thưa một lúc. A Di Đà Phật, thôi thì bạch cụ tự mẫn, người cũng phát bồ đề tâm mà ra ơn bố thí cho, thật là đại phúc cho nhà bác kháng chúng cháu. Rồi tiếp chuyện cụ một lúc, mọi người đứng dậy cáo từ để lên nhà tổ. Hai sư bác, hình dong giọng cao, mặc quần áo vải phiên nâu, khích lấy người như các cô tân thời, đương cầm phất trần, vẫy trên mình các pho tượng tổ. Trên chiếc phán ở gian cạnh, một pháp sư nằm bò, đương cầm cùi viết nắng nót những đạo sớ để chóp nửa trọc ở ngoài tràng giải kết. Bốn năm ông Lý Kháng ngồi xem và bàn tán. Bà Kháng có đây không? Tôi hỏi không phải. Có phải tên là Tiểu, Nguyễn Thị Tiểu không? Pháp sư ngưỡng đầu lên hỏi. Bác Kháng sừng sốt. Ây chết, không phải. Tên tôi là Mùi cơ mà. Nguyễn Thị Mùi. Ai bảo ông tên tôi là Tiểu? Ông chưa biên vào sớ đấy chứ Chưa Ông Lý vẫn bảo tôi Nhưng tôi chưa dám biên Còn phải hỏi bà đã Bà tính 4 năm đạo sớ Phải viết nửa ngày mới xong Bác Kháng quay sang cự với ông Lý vẫn Ông Lý cười cãi lại Ô hay Thì tôi thấy xưa kia nhà bác vẫn gọi là Cái đĩ tiểu đấy nhá Mọi người cười thích trí Bác Kháng lườm nói rủa Cái nhà chú phải gió Thế nên chú ngày xưa là thằng cu ghẻ Thì bây giờ Chú có lấy tên là thằng cu ghẻ không Mọi người cười lại Ông Lý đỏ mặt Cười gượng Nói bướng Thì tôi cứ giữ cái tên cu ghẻ Đã sao chưa Các bà sợ thành to tiếng can Thôi Chúng tôi xin ông Lý lẫn bà Kháng Để cho pháp sư người ta làm việc Bà Kháng lẻn lên chùa trên Trời đã về chiều trong chùa sáng trưng những đèn nến, đèn dầu và khói hương nghi ngút tỏa ra khắp chùa như sương mù. Giang giữa chỗ thờ Phật, đàn giấy kết như chiếc định màng chung quanh, có dìm bằng những hình người xanh đỏ sặc sỡ, rụ xuống như một lũ tội nhân bị treo. Bên cạnh đàn, một cái nồi hai mươi, kê trên ba ông đồ rau và một bót củi. Sư ông, người đã đứng tuổi, đương dọn dẹp chỗ cúng bác kháng cất tiếng chào ai di đạp phật bạch sư ông sư ông ạ à, tôi chỉ sợ bóng bóng thế nào được cụ từ mẫn người đã có phép thần thông chứ bà không xem đông ngoái bà tham liễn bạch sư ông tôi đã được xem nhưng mà tôi vẫn sợ sợ làm sao ấy chẳng việc gì mà sợ bà kháng ạ à, cụ tôi đã chữa không biết bao nhiêu đám nói đến bóng Tôi lại nghĩ đến sư cụ chùa Thái Tôi không sao nhịn cười Khi ấy tôi còn làm tiểu Và sư chùa Thái Còn là sư ông đền thủ giới chùa ta đây Cụ tôi cũng có dạy cho môn chữa Về đường tử tức Nhưng mới được một năm Sư ông đã tắp tỉnh Xin cụ đi chữa bệnh Cụ cười đụng đỉnh nói Còn phải thử xem Có đắc pháp rồi hãy đi chữa cho thiên hạ chứ nhỡ hỏng thì mất cả tiếng thầy. Sư ông bằng lòng chứ. Tuột hết cả một lần da ở cánh tay, phải nằm dưỡng bệnh hàng tháng. Một tiếng kiện từ nhà dưới đưa lên, sư ông bỏ dở câu chuyện chạy xuống. Nửa giờ sau, sư cụ đi lên, theo sau nào sư ông, nào sư bác, sư chú, chú tiểu pháp sư, các bà vải, bà già, đông như một đám rước. Sư cụ vừa khoác chiếc áo cà sa bằng lụa nhộm nâu sẫm vừa nói. Chiếc áo này của bà Tổng làng lôi. Thằng bé bây giờ mẫm mỉm đến hay. Chẳng lần nào mẹ nó đi lễ chùa mà không có nó. Giá cứ mỗi đám lại một tấm lụa thế. Và chùa mây cà sa thì chất đầy tủ không hết. Đoàn sư cụ hẳn dán mấy cái. Đứng vào giữa đàn lễ bốn bề. Các vải, các già ngồi xếp te he thành bốn năm dãy ngồi ở chiếu dưới. Sư ông, sư bác, sư chú và pháp sư ngồi sang hai bên sư cụ. Hai chú tiểu đi khắp mọi chỗ thắp hương. Một vài tiếng cúng dạo đầu, trống lớn trống con, trống cơm, thanh la, mỏ dịp cất lên in ỏi. Rồi tiếng diễn kệ trầm bổng, ê à a kéo dài như một đám hát chèo. Các giả các vải trầm rỉ khấn phái xuất xoa. Bác Kháng cũng len vào lễ la liệt hết lượt diệu kỵ sư cụ đứng dậy một tay khoác giải lụa trắng một tay cầm kéo múa theo dịp trống dẻo nhẹm như một cô nữ hát chèo chiếc áo cà sa mềm mại càng làm cho điệu múa của nhà sư dẻo thêm những tiếng nam mô của các già các phải có vẻ thiết tha hơn trước sau mỗi dịp múa thì một vài hình nhân lủng lẳng dưới diềm lại bị cắt như ngọn kéo và bị đốt thành than trên ngọn nến bày ở hai bên bác hương sứ trên bàn quân. Cứ mãi thế, cho đến khi bao nhiêu hình nhân cũng bị cắt và bị thiêu hết. Bên cạnh đàn, hai chú tiểu hỷ hụp nhóm lửa, đun nồi nước, ba kháng mặt đỏ bừng đi vào ngồi xếp lè tè, ngay giữa chiếu, trên đầu đội một mâm áo dày, xanh đỏ tím vàng. Bao nhiêu trống lớn, trống cơm, thanh la, mỏ dịp, đều im tiếng Trừ một tiếng trống con gõ theo điệu phụ đồng, các tiếng nam mô cũng điệu im. Sư cụ đứng, một tay khoanh chống nạnh sườn, một tay cầm mấy nén hương thu phụ trên mâm. Giọng sai xuất ở mồm sư cụ huyền bí, Rùng rợn như ở một chốn âm u hiểm độc nào, các âm hồn buộc thảm hay dữ tợn như phản phất chung quanh. Nét mặt sư cụ lúc ấy có vẻ oai phong lẫm liệt, mắt tròn xe long lên, hung ác như sắp hành hạ ai giọng sai và tiếng trống phụ mau dần những con tay khô hạt luôn luôn hoạt động chiếc mâm trên đầu bác kháng nghiêng ngã tứ phía ba cây đầu rắn trên đảo như say sưa vì những câu sai mầu nhiễm bạch cụ cụ cho thăng kẻo sợ cháy đồng đó là lời kêu vang của bà mẹ chồng bác kháng các vải các già cũng kêu vang hụ một lát sư cụ ra hiệu cho im trống quay vào bàn thờ lẩm khẩm khấn rồi cầm mâm sớ đặt xuống chiếu và nhớt dải lụa đỏ phủ mặt bác kháng ra bác kháng lễ một chập rồi ngồi yên đợi mặt có vẻ mệt nhọc chiếc nồi trung bên cạnh soi sùng sục khói lên nghi ngút bà kháng cởi áo ra sư ông truyền lệnh bác kháng tuần theo như một tội nhân bác cởi hết áo ngoài áo trong để lộ cái lưng và những cánh tay tròn trĩnh mập mạp và trắng ngà sư cụ cắt một ít tóc của bác bỏ vào nồi nước sôi tiếng thanh la lại nổi lên in ỏi sư cụ vén tay trái áo cả sa lẫn tay áo trong để lộ cánh tay trần sáng sỏi và gân guốc tay phải cụ cầm cái chổi mới tinh dúng vào nồi nước sôi sùng sục quét lên cánh tay cụ rồi quét lên lưng bà kháng mọi người rùng mình hết lưng sang cánh tay cụ quét đi quét lại năm bảy lần công việc của cụ thế là xong và đàn giải kết hoàn thành một cách mỹ mãn rồi thế nào lần này bác kháng cũng đẻ con trai và cũng nuôi được ra đầu ra đũa bác kháng đã về đây à ồ thằng bé trông như con chó hay nhỉ mọi người đến thăm và trong bụng cùng thầm khen rằng thằng bé mẫm mỉm bác kháng mặt tươi như hoa nó liên thoáng với hết thảy mọi người các ông các bà ạ à, bớt đắc dĩ lắm tôi mới vào nhà thương Thật sợ hơn vào địa ngục Cứ những cái hơi nhà thương cũng đủ khiếp rồi Bà bác kháng hơi trỏ mặt Tụm tiệm cười Họ bắt mình Thôi chả nói Thẹn chết đi được Các bà tò mò Tranh nhau gạn hỏi Chỗ bà con cả Cứ nói Việc gì mà thẹn Nói các ông các bà cười chết Không không Chúng tôi không cười đâu Mà cười thì đã sao Đàn bà con gái Ai mà rồi chẳng phải đến lúc ấy Họ bắt thế nào Bác Kháng đỏ mặt trả lời Họ bắt nằm ngửa dền Dàn hai chân gác lên Nói trên đấy Bác Kháng gục xuống cười rủ rượi Mọi người cười theo Bác Kháng kể tiếp giá chỉ có mình với bà đỡ thì còn đỡ thẹn đằng này lại cả mấy người đàn ông cả ông đốc tờ nữa mới chết chứ mà họ chẳng ngượng ngập chút nào sớm nhau lại săn sóc chung quanh mình chưa hết thẹn thì lại đến sợ sợ quá các bà ạ họ đem đến những đồ dùng sáng choang nào dao nào kéo lại có cả cái gì như cái mỏ vịt ừ mà cũng gọi nó là cái mỏ vịt rồi ông đốc cầm cái ấy cho ngay vào bác kháng lại rụ xuống cười một bà khác khéo cái bác này chưa nói đã cười và tò mò hỏi cho ngay vào đâu bác kháng vẫn cười gắt lại rõ khỉ quá cái nhà bà này nói thế mà vẫn chưa hiểu cho vào cái ma mảnh cái ma mảnh là cái gì mọi người thấy bà kia thực thà ngớ ngẩn quá thì nhau cười. Một người táo tợn vừa chỉ vừa nói. Vào cái của bả kia kìa. Lại một loạt cười ồn ào như vỡ chợ. Thằng bé may mắn được đỡ ở trong bụng mẹ ra một cách cẩn thận và được chăm nom săn sóc theo cách vệ sinh nên người nó trông mũm mỉm, khỏe mạnh. Nhưng theo sự mê tín của mọi người và cả sự mê tín của mẹ thằng bé thì nó được như thế là nhờ ở phép thần thông của sư cụ vì thế nên cách vài tháng sau chùa sư cụ lại tấp tịnh những vải già và họ hàng thân thích của nhà bác kháng đến lễ tạ thằng bé đem theo bán khoáng cho đức ông và được làm con nuôi nếp bóng sư cụ quý khán giả thân mến quý vị vừa nghe xong hai truyện ngắn là năm hạng và hữu sinh vô dưỡng của nhà văn trần tiêu à, thưa quý vị À, Trần Tiêu cũng chính là một trong những à, thành viên à, không thường trực của nhóm Từ Lực Văn Đoàn. Ông cũng đã có nhiều tác phẩm đóng góp cho văn học Việt Nam à, và vừa rồi quý vị đã nghe xong hai truyện ngắn của ông đó chính là Nam Hạng và Hữu Sinh Vô Dưỡng. Không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào về hai tác phẩm vừa rồi? Hãy để lại bình luận bên dưới để cho Trinh có thể hiểu được quý vị đang nghĩ gì về tác phẩm này cũng như là những đóng góp ý kiến của quý vị đối với à, à, kênh kể chuyện của trinh quý vị nhé còn bây giờ thì trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo à, nếu quý vị yêu thích kênh của trinh à, thì hãy cho cô trinh một like một share và một subscribe quý vị nhé